Hello, tất cả Hảo xin chào anh em nha. Làm đây, lưu gì? Đây, Khang đây anh em ơi. Đây, Khang chúc tất cả anh em một ngày vui vẻ nha. Và tràn đầy sức khỏe bên gia đình và người thân nha anh em ơi. Ok, tiếp tục quay lại cái nhìn xe ghi leo tấp xuống của mình anh em à. Đấy, hôm nay thì Khang tiếp tục leo 187 nha anh em ơi. Trời, tự nhiên đâu ra xuất hiện một cái bạn top 1 Cà Mau anh em à. Bạn này ở tỉnh khác anh em, qua top 1 Cà Mau mình phá, mình không cho mình lấy top 1 anh em à. Còn để cái tiểu sử là fan Đê Khang đó anh em. Trời là trời khổ anh em được chứ anh em ơi. Ok, còn top Việt Nam á, Đê Khang hổng gà đi giả bot anh em à. Đi giả bot đi bắn leo top không nổi anh em ơi. Đi giả bot quá trời giả luôn anh em à. Ấy bị tuột top anh em ơi. Ấy hiện tại đây Khang top 40 Việt Nam anh em ơi. Ok thì hôm nay đây Khang tiếp tục giả bot anh em ơi. Ấy nhưng mà giả bot có đặc biệt là hôm nay đây Khang mặc full đồ bot luôn nha. Ấy và cầm 1870 không skin nha anh em. Ấy hôm nay cầm không skin. Ấy và đem theo nguyên một cái combo kỹ năng nói chung là combo bộ đồ bot luôn anh em à. Outfit bot luôn. Ok thì kỹ năng ăn giật đây Khang vẫn chơi kỹ năng như vậy anh em ơi. Một hồi đây Khang sẽ đổi thành Kelly thành Hayato anh em à. Ok thì bây giờ chắc chắn sẽ vào video xem đây Khang giả bot cầm 187 không skin như thế nào đây. Ok anh em ơi, thì tiếp tục quay lại những trận solo squad siêu kinh điển của WZ đây Khang mà. Đây anh em ơi, đấy tiếp tục khu làng thông anh em ơi. Đấy có trình là vậy cũng trời, không trình thì cứ muôn đời làng thông anh em à. Nhưng mà làng thông đây Khang cố ý nhảy dùng xanh nhưng mà nó không có một thằng địch luôn anh em à. Đấy cố ý mà nhảy dùng xanh để mình kiếm 187 anh em ơi. Ok bây giờ mình xuống mình loot đồ thêm anh em à. Đấy anh em thấy không, đây Khang hôm nay mà full boss luôn nhưng mà chỉ đây Khang chỉ cầm không skin súng 187 thôi, còn những cậu khác mình sẽ cầm skin để cover kia anh em ơi. Đấy ok có 187 rồi nhưng mà đấy skin mà không skin 187 nha anh em, đừng có bảo mình là đây Khang tắt cái gói má rộng nha anh em à. Đây Khang vẫn tải gói má rộng, đây Khang cầm 187 không skin súng đấy em ơi. Ok bây giờ vô trận đấu thôi mà. Đây có địch anh em ơi, trên đây có địch. Ơi đầu em mong em đi Khang một like, đừng quên cho Khang một đăng ký kênh nha em à, để ủng hộ tiếp tục cái hành trình xe ghi của đây Khang em ơi. Chạy đâu em ơi, anh em xem đây Khang xử lý 187 không skin đấy em à. Đấy hôm nay đây Khang đổi Kelly mà, trời ơi đây Khang đổi Kelly cầm hai cho tôi đây là bắn không vô đám anh em ơi. Ủa sao báo hiểu rồi, đặt kêu ok cho nó bắn mình đi. Rồi hai tô kích hoạt đấy cho nó bắn mình giật máu tốn máu anh em à. Ấy kích hoạt hai tô lên xuyên giáp anh em ơi, bắn như vậy nó mới gác anh em à. Ok ngon lành hình như còn địch thế sao anh em ơi. Đây bên đây mình kêu địch rồi bắn anh mày. Bể đầu ui sợi ui full đỏ luôn này thì bắn anh em à. Đây Khang hiện tại không có cái tay súng anh em à. Ấy sợ Khang không có tay súng nên Khang bắn vô đầu được anh em ơi. Ok lấy xe đi anh em ơi, chạy qua lút đồ anh em à. Đấy để xem có địch hay không, sẵn qua lút đồ anh em ơi. Ấy xin một cái đội luôn, qua luôn anh em ơi. Nói chung mà cầm 187 không skin súng này đây Khang cũng làm clip khá nhiều rồi. Nhưng mà giờ này đây Khang làm giả boss anh em ơi, xem đồng đội xem có mấy con địch nó có dí mình không anh mà. Ấy cái dí mình thì đây Khang cầm 187 không skin thì Khang vãi cái mỏ luôn anh em. Ấy nhưng mà nói về cái trình leo top 187 của mình anh em à, thì hổng gà đây Khang leo cũng khá là nhiều. Nói chung là ngày nào thì Khang cũng leo hết, nhưng mà hổng thì đây Khang trời đi giả boss anh em à, đi giả boss không ngày giả boss đi thử lòng anh em ơi. Ấy cho nên là đây Khang leo 187 thua anh em à, bị tuột anh em ơi, bị tuột top của anh em à. Ấy giờ đây Khang leo không skin leo lại anh em ơi. Đây có địch anh em ơi, đặt keo nè. Ai đặt keo dưới đây cái nào. Ok chạy vô nhà cái anh em ơi. Vô nhà a à, chạy vô nhà kiếm góc nè. Ok mỹ quá, để vô hai viên là chết luôn. Ui đam cao thế, ui bắn một cái. Ui mình có hai tô mà, hàng chi mình có hai tô mình bắn sát thương nó dồn ghê quá anh em à. Ui đam lên anh em ơi, có địch xuống xuống đây vô đây nè. Hai viên là ui rồi, hai viên bay người luôn. Ok anh em ơi, gạt luôn anh em ơi, còn địch trên đầu mới nè, xuống đây. Tiếp đây anh em ơi, tiếp tục với những người đây mà. Ghén à. Sợ rồi sao. Rồi dám xuống đây thì Khang bả cho hai viên rồi, chạy chắc anh em ơi. Ok chạy thì mình lên luôn anh em ơi. Đấy lên kiếm nó luôn anh em ơi. Ai cho chạy anh em ơi. Đấy đặt keo này kiếm luôn anh em ơi. Rồi ok, chắc chắn là sẽ chạy qua hướng bên liều anh em ơi. Đấy không có thằng nào mà thoát được chứ anh em ơi. Chết mày rồi. Chạy đâu, ui xây giáp rồi cũng chết anh em à. Ok anh em ơi, ấy thì mong anh em cho Khang một like và đừng quên cho Khang một đăng ký kênh để mình lấy lại cái tương tác kênh nha anh em ơi. Ấy không gài kênh mình bị chuột tương tác quá mà, mong anh em cho Khang một cái like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình lại nha anh em ơi, để cho Khang lấy lại tương tác kênh nha. Để Khang cảm ơn anh em rất nhiều anh em ơi. Ok nghe tiếng chân chạy lên nhưng mà ui sội thính thế lên đây anh em ơi. Ấy để Khang nghe tiếng chân hơi bị thính đó anh em à. Rồi boss đây, boss cầm sừng không ấy đây ui tôi kích hoạt anh em à. Ôi trời hên quá anh em ơi, nói chung là anh em cầm không có skin 187 anh em cầm hai Yato nha anh em. Đấy cầm hai Yato để anh em có cái kỹ năng siêu giá một tí nữa mà. Đấy cho nó sát thương 187 cho nó cao hơn một tí nha anh em ơi. À hai thì Khang biết ý chưa anh em à. Đấy không đem với con boss với lại mặc đồ nguyên full boss luôn anh em à. Ấy chúng chạy đâu em ơi, chết. Ui trời ơi, ai có địch xuống. Ấy chạy vô đây. Lên em ơi, tới nơi rồi. Ui trời ơi, dám lên sao? À sát bên em à. Đây mình phản tên. À chạy đâu. Úi trời, hello bạn trẻ ơi, cho nè. Ê, này ui trời, đạn từ ghim đầu luôn. Trời ơi, quả đạn chết. Thôi thằng này nó cũng cầm 187 không skin mà. Nhưng mà làm lại đi Khang không? Nhắm làm lại đi Khang không anh em à. Ấy cái nhà đi Khang rồi. Cái nhà đi Khang thủ là chắc rồi anh em à.
thằng nào mà chạy lên đây là chết, chạy lên đây là chết đấy mà. Ok, UAV lên cái đã. Ấy trời, lên đây tiếp tục đi em ơi. Tiếp tục lên em à. Như dưới nó có hai thằng anh em ơi. À có thằng gấp vô, Bể đầu nè. Ok, để mình đặt keo lên bắn cái thằng gấp vô mà. Rồi mày chạy đâu? Chết rồi em ơi. Chết chắc rồi. Sao mà đã được anh em à? Xuống đây chết rồi em ơi. Ok, ra luôn nè, bắn nè. Ok, chết rồi, đặt keo cái. Úi xổ lẹ lên em à. Xuống đây. À, gà đạn hơn hết đạn rồi em ơi. Úi xổ sạc cái lên em à. À, xuống đây rồi. Ok, bắn nè. Ai gì rồi? Ok, nó mọ em ơi. À, thằng kia chạy lên. Gạt cái đến gì tính em ơi. Rồi lên đây đi khác tiếp luôn. Hai viên là chết luôn nè. Úi xôi chết luôn anh em à. Ôi trời. Đấy mà hai viên cũng đủ đam chết anh em à. Hồi ơi ok mà máu rồi đây em ơi. Tính gì tính sao. Ok bây giờ một đống xác luôn anh em. Ôi cái trục xác ở đây luôn anh em à. Đi khang lượm 10 kill ở đây luôn anh em. Đấy là bắn 10 kill ở đây luôn anh em à. Một khu một cái nhà gỗ thôi. Đi khang thủ quá chân 10 kill anh em. Đã vãi cái đạn chứ anh em à. Ok thế giới này của đây khang rồi. Ok bây giờ mình loot đồ mình sẽ di chuyển ở khu khác anh em ơi. Đấy ok loot thêm đồ nha mà. Bây giờ đây khang cầm Saka đi mày. Cầm Saka kết hợp với lại 187 nha mà để cho nó cơ động một tí nha mày. Ok cầm Saka nó vừa cơ động với lại cầm 187 nó cũng cover được một tí nha mà. Ok giờ mình xuống mua thêm đồ nha mà. À đây có chiếc xe Lamborghini đi luôn. Trời ơi anh em ơi, anh em cái này rồi chứ. Đấy à, cho đây khang mổ hổ một thêm cánh nữa mà. Ok thì hôm nay đây khang leo 187 nữa mà. Đấy nói chung là mùa này leo 187 nó không có hơn cái mùa trước được nha mà. Tại mấy mùa trước đây khang leo căng anh em ơi. Nói chung mấy mùa trước đây khang leo xuyên suốt tối ngày sáng đêm anh em mà. Cái mùa đây khang leo của chung là leo cũng bình thường anh em. Nhưng mà cái mùa đây khang leo ít mà lại gặp những bạn mà top Cà Mau anh em mà. Tướng bạn top Cà Mau leo ghê quá anh em. Mấy cái mùa trước đây khang leo ghê lắm anh em mà. Nhưng mà những bạn top Cà Mau không leo. Đấy thì cái mùa này đây khang ít leo lại gặp mấy bạn leo nhiều anh em mà. Trời ơi trời mấy bạn nó tự nhiên lâu ra mấy bạn ở tỉnh khác qua kiếm chuyện đi khang nữa. Trời. Đợt trước đã gặp cái bạn kia ở tỉnh khác qua rồi nhưng mà. Đấy bạn đó đã qua xong một thời gian mấy bạn nó đi tỉnh khác anh em à. Mấy bạn không còn ở tỉnh Cà Mau nữa, tự nhiên một tuần nay đi gặp thêm một bạn khác nữa em. Trời ơi trời qua lý tới một cái đi khác nữa mà. Trời khổ quá anh em ơi. Anh em quậy đi khang quá là quậy rồi. Cái này không biết sao đi khang lại lên được cái tới một đây anh em ơi. Cái hành trình đi khang leo top quá còn dài dằng dẳng anh em à. Đấy nói chung là còn khoảng hai mấy ngày thôi. Đấy nói chung là đầu tháng 7 là nó sẽ reset điểm thông đạo súng rồi. Với lại reset gan luôn anh em ơi. Ok bây giờ reset anh em ơi. Sợ xe ta bo quá đến trận đường anh em à. Đấy nói chung là trận này đi khang sẽ không cắt kép nhiều anh em à. Đấy cho anh em xem full trận này đi khang xử lý và di chuyển như nào anh em ơi. Cầm 187 không sự kiến súng mà anh em à. Đấy nói chung là đi khang vẫn đi diễn săn bình thường anh em à. Đấy gặp địch vẫn săn bình thường thôi. Đấy có địch vẫn chạy qua vẫn nhìn vẫn kiếm hết anh em à. Ui bắn nhau như cả luôn nghe nè mày. Bắn nhau đồng đây cái đầu này lú lên. Lú lên là té cái đầu liền đó mà. Lú lên là bay mũ nè. Bay mũ. Ôi rồi ok bay mũ. Ôi trời chết luôn anh em ơi. Tính qua gạt luôn mà thôi anh em ơi. Rồi bên nhà nhiều lỗ cái địch nè. Ok đây mới bắn mình trên đây nè anh em xem DK xử lý cái nhà này mà. Cầm 187 không xịt cái súng nha. Ấy kết hợp với lại con Hayato mà. Ấy hay ok qua nè anh em. Đây biết ở dưới đây nè. Ok bể đầu nè. Ok đẩy qua liền anh em. Có thằng trên nhà nữa mà. Ấy thằng trên nhà dám nhảy xuống sao? Dám nhảy xuống à, xuống nó xuống anh em ơi. Gạt lại. Ok tới anh em ơi. Tới. Ok kéo. Ok rồi em gạt đạn nè. Rồi mày chạy đâu? Ra đây. Ok đứng góc kè anh em ơi. Kè góc. Ô này xuống nè hai viên rồi. Ấy quê rồi. Giết này anh em ơi. Ok, đẩy qua giết luôn em ơi. Trời phóng lựu nè. Cổ máu nó cái đã. Rồi ok. Qua giết mày luôn em ơi. Chạy đâu em ơi. Ôi chạy ra. Ok chết luôn em ơi. Ui đạn lia luôn em ơi. Ui một viên thứ hai chết luôn em mà. Viên cuối chúng luôn. Rồi chết chắc anh em ơi. Gà đạn anh em đẩy qua liền luôn em mà. Ok, đẩy qua nhanh luôn em. Tốc độ luôn em ơi. Đặt keo. Rồi chưa. Chết chắc anh em đẩy qua liền luôn em mà. Anh em cứ bắn xong đặt keo anh em cứ chạy qua liền anh em ơi. Đấy đặt keo xong rồi anh em cứ đặt keo xong bấm gà đạn chạy qua liền anh mà không cần phải đợi gà đạn anh ơi. À cái đâu cái này còn cái đấy mày hay ui xôi lia luôn. Rồi chết luôn anh em ơi. Ba thằng bốn thằng anh em ơi. Quá ngon. Ui 15 kill. Ôi trời. Hồi em tin là đi can bắn 187 không skin súng đó anh em à. Không skin súng đó anh em. Rồi rất nhiều bạn đi can kêu bảo thắng bại tại skin súng đi can hôm nay tháo skin súng bắn cái này thôi chứ. Ok còn hay không đi can tiếp luôn anh em à. Còi không tên đi tiếp nhưng mà anh em á bắn trúng thằng địch hai viên á thì anh em cứ bấm gà đạn anh em đặt keo xong anh em gà đạn anh em đẩy lên liền anh em khỏi cần đợi thì gà đạn anh mà tại cái thời gian anh em công lên á là nó gà đạn xong thì anh em cứ qua anh em cứ vả vô cái đầu thôi anh em ơi. Nói chung là anh em bắn thằng địch nó yếu xong á thì anh em cứ đẩy liên tục cho mình tại vì anh em bắn trúng hai viên rồi á thằng địch nó sẽ bị giật máu sẽ bị quán rồi nhưng mà quả đó là anh em nào mà chả bị tâm lý đúng không cái pha đó mà ví dụ như thằng địch nó bắn trúng anh em hai viên đi anh em giật khoảng nửa cây đi là lúc đó anh em sẽ bị tâm lý liền. Thì tâm lý là anh em sẽ có cái trong suy nghĩ trong đầu anh em sẽ bơm máu đúng không anh em à. Ấy lúc đó anh em thằng địch nó công lên là anh em quán liền nhưng mà anh em sẽ đặt keo lộn xả chứ đúng không. Ấy như thì giống thịt như anh em vậy đó. Anh em bắn thằng địch trúng hai viên xong thằng địch nó yếu rồi ấy nó giật máu rồi anh em cứ đẩy thẳng lên đẩy càng nhanh càng tốt anh em à. Nếu mà anh em thấy thằng địch nó chạy á thằng địch nó đặt keo nó chạy nó quán á là lúc đó anh em thắng chắc rồi anh em à.
quả đó là nó thắng, anh em thắng chắc rồi, mà anh em gặp thằng địch mà nó liều quá, ê chết luôn em ơi. Đấy, Đề Khang sẽ không thua, không bỏ khu này nữa, mà Đề Khang sẽ ở khu này em ơi. Đây bây giờ bo thu vô khu này nữa, mà nó sẽ dồn vô khu này rất là nhiều. Đấy, đấy thì anh em bị quán là nè, nói chung là gặp thằng địch nào mà nó liều quá, nó sẽ dừng lại, nó chơi, nó chiến anh em luôn, nó yếu máu nhiều, mình cố gắng nó bắn cái mà mấy thằng đó nguy hiểm đấy nè, mà nhiều khi anh em chơi lại đâu em ơi, nói chung là khá là nguy hiểm đấy. Đấy, nhiều khi nó vả anh em vô đầu cái đó là chết, anh em chết liền đó mà. Chưa kịp bắn luôn em. Đấy, tuy nó yếu máu nhưng mà nhiều khi nó bắn anh em nó hơi vô đầu sao anh em. Ok, chỉ có địch à. Bây giờ mình sẽ cố máu anh em ạ. Đây, lũ đạn băng qua là chết em ạ. Mấy một úi xồi hôi, quả thứ hai xuống chúng đây. Ok, công luôn em ơi. Tốc độ bàn thờ luôn rồi. Lên luôn. Ê, phá chiêu nè. Ê, 22. Ui, hai thằng em ơi. Ui, tưởng nó một thằng em ơi. Rồi, chơi chạy đâu. Chết em ơi. Phá kem lại. Úi xồi, tới em ơi. Đông nha. Úi xồi, qua đây phát này. Ê, sao có địch em ơi. Đây, kem. Úi xồi, nó thoát ra rồi. Trời ơi, là trời, hên quá em ạ. Quả thằng đó nó hên em ơi, mình trối dính một cái là chết liền của mình anh em ạ. À đây, chúng mày có được. À cha, tao đi em. Đâu đây em, tao kéo đá. Úi xồi, nguy hiểm, mình đẩy nó kè sẵn anh em ạ. Nó kè sẵn anh em ạ, nguy hiểm đây. Rồi rồi rồi, chạy lui về kè chứ làm gì. Chết à, ok nó là kèo kèo. Úi xồi, nguy hiểm anh em ạ. 1-4 tao quá. Ok gạt đã. Ok là kèo kèo kèo. Ok bơm máu cho chắc anh em ạ. Đấy, ông cáo sửa giáp anh em ơi. Ui nguy hiểm ơi, chạy em ơi. Ôi chúng mày nó em ơi. Lắc cái đá. Ok chết chắc anh em ạ. Ê chơi đặt keo nè. Rồi ok gà đạn cái đã. Rồi bay màu 2 viên. Ok gà đạn này lắp nè. Ok lắp dùng lại nè. Chết anh em ạ. Đấy trời ơi. Ui mệt. Ui mệt. Ôi trời ơi. Giật mình ông nội. Rồi tưởng đâu. Trời ơi, nhiên chết còn đặt thêm quá mệt nữa chứ. Ok 18 kêu thôi. Rồi ngày tới 1 rồi. Ngày tới 1 anh em, tới 1. Cố gắng tới 1 anh em. Tới 1 chắc chắn sẽ trên 20 kêu anh mà. Đây qua này phải lụm tới 1 chứ anh em. Đấy 18 kêu trên map vẫn còn đông anh em mà. Vẫn còn 8 thằng ơi. Ê đâu đây vậy? Ê 2 viên còn 4 viên không chết kìa. Trời phải có 1-4 không thì cái súng yếu đây. Trời ơi trời bắn cho hồi hồi là trời 4-5 gì 6 gì mới chết anh em à. Trời ơi quái cái đại gì chết. Trời ơi là trời quái cái đại kia chết anh em à. Ok xuống đây mình ra đây mình vô đây. Ê quá sọt vô đầu anh em ơi. Đấy 2 viên anh em phải bắn viên thứ 2 phải trúng vô đầu anh em à. Ui kẻ bắn gì anh em ơi. Trời ơi đi mặc cái đầu kẻ bắn gì anh em à. Ảo chơi anh em ơi. Ok rồi, để mình đặt thêm cái UAV đã. Trời ơi có ai đi không anh em ơi. Ok 20 kill anh em ơi. Trận này ngon lành anh em à. Trận này ngon lành chơi em phải bình tĩnh lấy cái nó một trận này anh em à. phải bình tĩnh em ơi. Ok đấy trời chạy qua tiếp anh em ạ. Đây bên trái mình có địch nha, trước mặt mình có địch nè. Ok mình sẽ công luôn em ơi, không ngại em ơi. Trận này Đê Khang không đem ba lô em ạ. Ok trận không đem ba lô em ơi, trận sau Đê Khang sẽ đem theo cái ba lô em ơi. Ok chết luôn em ơi. Ui 21 kêu rồi, bình tĩnh em ơi, vẫn còn căng đấy em ạ. Đấy trận này mất tới một hơi bị cay đó em ơi, trời mất tới một cây lắm anh em ạ. Tôi phải từ từ nha anh em. Ok ôi ơi ui mới đông đây. Ui chạy đâu em ơi, vô rồi kẹt đây, giết này. Ok ôi ơi nó không giết được nữa rồi em ạ. Ok mình sẽ cam đi em ơi, từ hãy vô cái nhà nè. Ok vô nè. Ai giết cái thằng trước rồi. Ê mình phải có địch em ơi. Xuống lúc giết nè. Ok là kéo kéo. Ui kéo. Ok gạt cái đá. Bên ngoài có địch em ơi. Ê chết mình luôn à. Chơi mình luôn nè. Giỡn mặt. Xuống lúc địch. Ui xô lia luôn. Ai ngon lành. 3 kill anh em ơi. Ok còn 2 thằng cuối. 3 thằng cuối thôi. Đấy ok được anh em ơi. Đấy bùm sửa giáp cái đá. Ok nhảy qua luôn anh em ơi. Trời bây giờ còn có 3 thằng cuối rồi. 3 thằng này đây chắc trung tim rồi. Chắc chắn là trung tim rồi. Đấy anh em cứ bình tĩnh nha. Đấy bây giờ mình sẽ quan sát cái đã. Mình có cái góc này là khá là ok nhưng mà giết được nào hay đó nhưng mà giết được nó. Ui xồi ui đặt keo rồi. Đấy trời mình sẽ đẩy xuống từ từ đây bo thu tới nhưng mà bây giờ mình còn khá là nhiều keo nhưng mà ấy chết. Ok gạt lẹ thôi ơi. Giết được thằng nào hay đó nhưng mà ok còn 2 thằng cuối thôi. Rồi ngon lành thằng này chết luôn. Ui xồi ui 1 thằng cuối nó mới ngon lành. Trời ơi tớ một rồi. Con boss này khen tớ một rồi anh em ơi. Trời ơi con boss này nhưng mà nó lạ lắm nhưng mà con boss này hơi lạ đấy. Con boss này bắn 26 kill rồi. Trời ơi con boss này 26 kill rồi chết chắc anh em ơi. Ok mình sẽ công mình sẽ chơi tầm gần anh em ơi. Ấy mình để mình công mình chơi 187 luôn anh em ơi. Ok công luôn anh em ơi. Nó chạy kìa. Chạy cầm Kaska bắn luôn anh em ơi. Rồi cái này chết rồi anh em ơi. Chạy cầm Kaska bể đầu. Ok chết luôn anh em ơi. Ui 27 kêu mình tính chơi tầm gần solo mà anh em à, anh em chạy anh em ơi, cầm xe ca chết giết luôn anh em ơi. Ôi boss này có cánh đó anh em à, ảo quá. Ok anh em ơi, thì tổng kết xem trận này Khang được bao nhiêu kêu đây. Đấy 27 kêu anh em à, nhưng mà bao nhiêu sát thương đây anh em ơi. 10.295 sát thương anh em à. Ok giờ mình sẽ ra sâu cho anh em. Đê Khang hiện tại không cầm skin súng nha anh em à. Anh em đừng bảo Đê Khang xóa gói mở rộng nha. Đấy đang cầm skin 10187 một định mặc định anh em à. Ok thì sau gói mở rộng luôn. Đây gói mở rộng Đê Khang tải hết trơn rồi anh em ơi. Có cái bản đồ Đê Khang chưa tải full thôi. Đấy nhưng mà gói mở rộng ba lô với lại nhân vật thì kia nói chung là tất cả Đê Khang đều tải full hết rồi. Không có xóa skin súng nha anh em ơi. Ok anh em ơi, bây giờ chắc chắn sẽ vào tiếp tục trận thứ hai thôi anh em ơi. Ok giờ let's go anh em ơi. Get go.
Ok em ơi, hãy vô trận thứ hai thôi mà trận này chơi map đã thấy kỹ nha anh em. Hãy cái map đã thấy kỹ thì bắn 187 khổ phải nói rồi mày, quá sướng luôn. Ok thì vô trận thôi em ơi. Trời ơi em đâu. Ba lô bán lướt dù đi khen trời mặc định hết anh em à. Đấy, ý hệt con boss luôn, không khác gì luôn anh em à. Thấy không? Ấy nhảy xuống mấy địch nó thấy mình chắc nó khinh mình lắm anh em à, nhưng mà không. Khinh đi khen gặp đi khen vả cho vô mỏ luôn anh em à. Ok em ơi thì anh em nhớ xem mấy video nha. Video này đi khen sẽ có câu hỏi tặng KC cho anh em đấy, anh em ơi. Đấy, nhớ xem mấy video cho đi khen một follow, một like hay anh em nào đã đăng ký kênh và đi khen một like mới nhận được mới chơi được y vào nha. Ok chạy đâu em ơi, chạy đâu, té cái đầu nè, dắp dắp. Ok ôi này thì solo sao quá các bạn. Ok ai có thằng trên đầu mình em ơi, có thằng trên đầu, có thằng trên đầu mình. Ok xuống đây, xuống đây, nhảy xuống đây chơi nè, nhảy xuống đây chơi nè. Trời ơi trên nó làm gì, ơi nó xuống nè, mình xuống, 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 xuống thiệt các bạn, xuống thì đấy cái đầu luôn, xuống thì bay cái mũ mà đầu game thì cầm mp năm thì khỏi mới nói rồi nhưng mà ok lên mp năm, mp năm anh em ơi. Đây mp năm một chiếc thì khỏi mới nói anh em ơi. Ok lượm thêm ska nữa là quá đẹp anh em ơi. À, chủ yếu dễ dùng xanh thì khu công trình là khu tủ với đây khang mà công trình dùng xanh là khu tủ với đây khang anh em ơi, khỏi mấy bàn rồi nhưng mà khu này đây khang lượm 187 thì mấy bạn cũng chịu khó luôn anh em ơi. Nói chung là khu này được 187 khá là dễ nữa mà. Đấy thì nói chung là khu 187 ở khu công trình thì kiếm 187 khá là dễ đấy. Ok giờ mình kiếm địch thôi. Ấy giờ quét thêm cái cờ lưu có địch. À nó cứu bên kia nữa mà. Ây cha căng hết ta. Khu này nó hết địch luôn ta. Sao nó không bắn bên tao vậy ta? À, nó chạy qua. À sao nó có địch á? Trên đầu mình, trên đầu mình, trên đầu mình, trên đầu mình. Trời ơi, mình trên nóc cứ chơi cái này thôi chứ sao mà chơi được anh em. Trời ơi trời. Ừ, à trên đây nè, trên đây nè. Bây giờ mình sẽ chắc mình bỏ quá ra anh em. Bây giờ mình kể thêm đi. Bây giờ chừng nào nó nhảy xuống mình bắn nó nè mà. Bây giờ mình sẽ quan tâm với cái thằng bên kia trước cái đã. Rồi ok nhìn nhìn đến đây em à. À đây 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 bắn úi trời chết ui rồi lát chạy ra mà. À 187 đi coi. Ơi à, trời khỏi đi kiếm anh em ơi. Hãy sát bên luôn, sát bên luôn, sát bên luôn. Rồi không mất công kiếm 187 nãy giờ anh em à. Ai ok. Hãy kia nó nè, kia nó nè. Bây giờ mình cứ từ từ nha anh em ơi. Bây giờ mình ra khu này là khó sống anh em à. Bây giờ anh em ở trong khu này là an toàn nha. Bây giờ chạy ra là khó sống lắm. Bây giờ cứ bình tĩnh nè. Ok chạy qua từ từ anh em ơi. Đây bây giờ mình đang cái thằng bên phải, mình bên phải có địch hay không? Rồi thằng bên phải mình không thấy đâu mà. Ấy không thấy thì mình qua mình chơi luôn. A à, gạt nó mới két. Úi xồi lụm lúa. Ra đây. Trời ơi xồi. Ui đào thế. Chúng nhắm anh ơi. Ôi. Mà tao hai bê rồi gạt thế. Nó công tới rồi. Ai cha nó đục keo mình đi mà. Nó có một tao hai bê đục keo mình. Ok phóng lựu là trụ đạn chứ. Đấy à hai thằng. Đấy mình trụ đạn mình trúng mình nhưng mà cũng trúng nó nữa mà. Không sao phát keo chạy ra nha mọi người. Phát keo chạy ra chơi thôi chứ bây giờ. À đây mặc cười luôn nè. Chết ok nó mong mấy được cái. Ôi trời có trời Bruno quá tiện lợi nữa mà. Thanh niên đang keo mình anh em. Đang keo mình tính cầm súng nhắm vả vô cái mỏ mình mà ai ngờ đi khang ra vả trước anh em à. Đi khang ra đi khang vả trước. À có địch đây keo. Ui chạy vô chạy nhà. Ui lách vô. Ui nguy hiểm đấy, trận này căng đấy. Trận này khó cho đi khang thế nhờ. Ôi khó rồi. Đây map đã thi kỹ nói chung là bắn không phải tới 1 cũng không phải là khôi dễ tới 1 nữa mà. Đấy tới 1 cũng khá là khó nè. Nói chung là tới 1 đã thi kỹ không phải là dễ đâu. Nói chung là map đã đi đường là khó lấy tới 1 nhất. Rồi tới map đã thi kỹ nè mà. Đấy map đã quân sự thì nó hơi khó bắn thôi. Nhưng mà anh em lấy tới 1 map đã quân sự thì nó sẽ dễ thuộc map hơn. Đấy map đã quân sự thì anh em thuộc map hơn đúng không? Đấy cho nên dễ tới 1 hơn nè mà. Nhưng mà bắn đầu game thì đã map đã quân sự khá là đông. Đấy hơi thì khá là khó bắn đấy anh em. Ok anh em ơi. Đấy. Đấy làm gì? Ke nè, này thì cầm mà nó hai bê ke đầu đi khang các bạn. Ok, cộng lên em ơi. Đấy, cộng qua gàng lẻ lên. Nó cứu vừa dứt tiếng, vừa dứt câu nó cứu liền các bạn. Chà, ui con bốn đau thế. Chà đau thế. Ok, đặt kéo. Chạy. Ok, mày chạy vô nhà mày. Chạy vô nhà nè, vô nhà tét cái đầu luôn. Giỡn mặt đi khang các bạn. Ok, này thì chạy vô nhà em ơi. Ok, 6 kêu rồi. Đấy, con lành cầm đầu, biết con địch hay không nha. À, khu này khá là đông nữa mà chạm này còn khá là đông nữa nhưng mà mình nghe tiếng chân, nghe tiếng xe nữa mà. Mà thằng này mới dừng xe bên phải nhưng mà nó mới dừng xe bên ngoài nữa mà không biết nó có chạy vô hay không. Đấy cho mình vừa đi vừa nhìn đó em ơi. Đấy à như nó bên đây nghe tiếng chân nè, đây bên phải bên này nè mà. Đây chạy đâu ui trời ơi chạy vô thế đây mình tám đây rồi. Đây kẹo phản diện ấy chứ, kẻ phản diện nè ui trời ơi mình đi nhìn mặt cái đầu kẻ phản diện. Bây giờ trong game nó có cái chen là kẻ phản diện nữa mà. Đấy cái kẻ phản diện nữa mà cái chen kẻ phản diện anh em. Bây giờ không biết đâu hết cái kẻ phản diện anh em đổi cái đầu màu tím với lại cái quần bộ lạc với lại nguyên một cái nhân vật đen xì anh em. Trời ơi anh em nguyên mặt ấy chạy đâu ui trời liền nguyên team hết luôn. Ok anh ơi, nói chung là anh em muốn xem cái video mà kẻ phản diện đây khang anh em mà đóng kẻ phản diện anh em có thể lên kênh WGT Khang TV anh em. Để WGT Khang TV kênh phụ của mình anh em à. Ấy khoảng 11.000 người đăng ký rồi anh em. Em nhớ đi Khang một đăng ký nha, giúp đi Khang đạt được 15.000 người đăng ký nha anh em ơi. Ok đi Khang nói chung là làm những cái video mà giải trí với lại những video mà thử thách cho anh em bên kênh đó nha anh em ơi. Ấy kênh này đi Khang leo top anh em à. Ấy anh em nhớ ủng hộ đi Khang hai kênh luôn nha. Cảm ơn em rất nhiều nha anh em à. Ok ấy kênh này giờ này mất cứ khá là mất tương tác đấy anh em. Hãy mong anh em cho đi Khang một like với lại một đăng ký kênh để lấy lại cái tương tác cho kênh nha anh em à. Ok lên thôi. Ấy cái dùng cái con Hummer lên mà.
Ôi lại là súng tỉa nữa mà. Ui đau thế. Nó tỉa gác quá nữa mà, tỉa một phát 120 máu nữa mà. Ok chạy lên, chạy thôi. Chạy lên thì chạy lên thôi, vừa chạy được keo ấy, mình khá là nhiều keo đấy. À không sao không sao. À nó chạy em ơi. Mình công lên thì nó chạy kìa. Trời ơi, mình công lên em thấy không, nó chạy kìa mà, thấy trên cái xu là sao không? Nó đang nhích nó chạy kìa em à. À ke hả mày, À nó đang ke cửa sổ nữa mà. Rồi. À, nó vẫn còn ke em ơi. Ok là ke rồi, nó chạy. Mình thấy cái mình thấy trên bản đồ nó chạy kìa em à. Ok, chạy đâu em ơi? Chạy đâu bạn ơi. Ok, gốc cây nè. Ê, chát đầu nè. Ê, cái này. Ôi cha. Nó chạy nhanh thế. Nó tắt nhanh quá, kéo. Ôi trời ơi, đặt hai quá kéo lẹ nó mới, đặt thêm một quả nó chưa chắc nữa mà. Ôi, thêm quả nó chắc không thôi, bởi đầu, nó bắn siêu keo đấy. Nguy hiểm đấy, ok, đấy. Rồi, chạy đâu, chết chắc, ok, lia luôn mấy. Khỏi cần bắn vô đầu nữa mà, ai giết được nó là hên rồi. Giết được địch là ok rồi, nhưng mà khỏi cần bắn vô đầu cho chơi nè mấy. Quan trọng là giết được địch nữa mà. Ok, bây giờ chính kêu rồi, à, biết di chuyển vô khu vui chơi thôi. Đấy, khu vui chơi, đây có xe luôn nè mấy. Khu vui chơi, chơi khang, nhưng mà chắc chắn là sẽ có địch nữa mà. Đấy, lấy xe thôi. Nói chung là vẫn là combo Ska với lại 187 thôi. Để cầm Ska để Khang tin tưởng hơn anh em. Cầm Ska để Khang tin tưởng hơn là khẩu AK với lại 141 anh em. Đấy, tại vì hai con... Ê, nó bắn nhau rồi. À, nó gượt mình kìa anh em ơi. Trời ơi, nó gượt mình anh em ơi. Chạy đó. Trời ơi, ghê sao. Nó đuổi mình anh em ơi. Ok, kệ đi em ơi. Đấy, cho nó gượt mình chơi. Bây giờ mình chạy như thế thôi, cái đâu. Đấy, ai chạy lại sao. Ấy cầm mô tô chắc mà sẽ chạy lại Lamborghini của mình rồi anh em ơi. Lamborghini thì Khang tăng tốc chạy đấy bạn à. Tăng hai tốc chạy đấy, chạy rất là nhanh luôn anh em ơi. Ok. À, di chuyển thôi, còn ai không? Trời ơi, mới 9 kill này thôi chứ. Bo này mới 9 kill anh mà. Khá lít đấy, bây giờ đi Khang chạy kiếm địch thôi. Nói chung mà cái khu đó thì Khang không dám xuống anh mà. Không phải không dám xuống mà là muốn anh em muốn bảo toàn tính mạng á, muốn chắc ăn chắc cứu á, không muốn mà rủi ro bị chết á thì em cứ né cái khu vui chơi ra. Đấy, anh em bắn khu vui chơi em phải cẩn thận một tí nha mà. Đấy, vừa bắn vừa canh một tí nha, chứ anh em đừng có ẩu nha, nhưng mà khu vui chơi khó bắn lắm. Ok, đây có địch rồi. Ai đây có kèo. Ê mình thấy 4-5 thằng luôn anh em ơi. 4-5 thằng luôn anh em ơi. Ơi như cá luôn, chạy. Không phải chạy đâu mà là chạy qua cái nhà bên đây. Mình là chạy qua nhà bên đây để mình ke nó nè mà. Đấy, chạy qua nhà bên đây để mình ke nó nè. Đấy, mình sẽ bắn nó nè mà. Đấy, có địch chạy. Úi dồi. Bởi đập. Úi dồi, chết. Úi dồi, là kèo anh em ơi. Đây, mình sẽ liêu nè. Đấy, nếu mình bắn nóc 1, mình sẽ công qua anh em. Đứng nhìn nó mày. Đứng nhìn là chết. Ok, nó một nó mày gạt liền. Ok. Ok, ngon rồi nó mày. À có địch chạy qua cứu không? Chạy ra cứu được. Ok, bởi đầu luôn. Ui giời, chạy đâu. Ui trời ơi, nhanh đấy. Hên đấy nó mà. Ok, quả này mình sẽ phi xe qua giết cái nó mà. Đấy, phi xe qua giết rồi, chạy đâu rồi, yếu rồi nó mày. Quả này phi xe qua giết mấy bạn này, biết tại sao thì Khang dám phi xe qua không anh em. Đấy, nếu mà mấy thằng địch này nó bắn mình á, nếu mà hai thằng đồng đội nó bắn mình lại anh em mà, thì mình sẽ không dám công qua đâu. Đấy, cái quả này mấy địch nó đang sợ nè, nó đang sợ nó sẽ chạy vòng anh em đâu. Em thấy đi Khang bắn nó chạy vòng không? Đấy, cho nên em phi xe qua dễ chơi lắm anh em. Chà, đau thôi. Ui ôi, chà giữ cái sao. Ok, Tatsuya lên gần luôn anh em ơi. Tatsuya lướt lên nào. Ok, bắn nè anh em ơi. Chắc anh em ơi. Nãy đặt kè. Úi xội, không đâu bên kia két anh em ơi. Đấy, không đâu bên kia két. Đặt kèo gạt lẹ. Ơi. À, bên đây có địch nè. Rồi, chạy xe chạy đâu em ơi. Ôi chạy đâu em ơi. Xô lướt có địch. Nó dùng cú anh em ơi. Ai cha, nó dùng cái con nhện nhện nó chối mình lại rồi. Đây chú mày có địch nè. Rồi móc hả mày. Ok, Tatsuya lên nè. Ê gượt luôn anh em ơi. Mày chạy đâu. Ok rồi, chết chắc anh em ơi. Ai bên chắc mình anh em ơi. Bên chắc hè đó mày. Ok, đặt keo nè, còn viên cuối cùng một viên giết luôn anh em ơi. Ok, chết chắc anh em ơi. Biết ngay rồi, mình biết yếu rồi anh em ơi, cho nên chỉ cần một viên thôi là bay màu anh em ơi. Ok, gạt luôn. 12 kill rồi. Sau lưng của địch nè. Nghe tiếng chân nha, chứ bay không nghe đâu bạn ơi. Trời ơi, đi Khang cầu 187. M187. Ui gạt thôi. Hai viên chết luôn anh em ơi. Ui xuống anh em ơi. Đây em chém lên anh em ơi, còn nữa. Nghe đây. Hai viên. Ui rồi ôi. Full đầu luôn. Trời ơi, trời quá, xuống cái tay rồi. 14 kill anh em ơi. Ôi chạy này tới 1 nữa là 20 mấy kill là quá ngon anh em ạ. Ok, đấy, thế giới này của Đề Khang rồi, đồ quá nhiều rồi anh em ơi. Đấy, đồ bây giờ full rồi, không cần thêm gì nữa đâu anh em ơi. Đạn, ống súng ống này kia, đạn với lại phụ kiện này kia, giáp mũ đầy đủ hết cho anh em ạ. Ok, bây giờ mình lấy xe mình di chuyển thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉ cần lấy xe mình di chuyển, mình kiếm địch tiếp thôi anh em ơi. Đấy, di chuyển cái khu kế tiếp anh em ạ. Vì bên trái mình có địch nha. Bên trái mình có địch, mình sẽ kiếm cái nhà nào mình ngồi anh em ơi. Mình sẽ kiếm cái nhà nào mình ngồi để mình thủ bo anh em ạ. Đấy, kiếm nhà nào ngồi thủ bo anh em ơi. Cái nhà này thì hơi sao bo quá. Ok, cái nhà bên đây nè mà, nhà mấy món hàng nè. Đấy, cái nhà bên đây nè anh em ơi. Đấy, cái nhà này khá là vị trí khá là ngon anh em ạ. Đấy, vị trí này nhà khá là ngon, nhưng bên trái mình có địch đó nha anh em ơi. Bên trái mình có địch, hai thằng đang chạy bo anh mà. Để mình xem hai thằng bên đây mình giết được không anh em ơi. Đây mình giữ bên hai thằng bên đâu nè. Đây mình thấy bên này, mình thấy được rồi. À bên dưới, ủa đâu rồi? Ủa chạy lên chưa ta? À chạy lên chưa ta? Ủa không thấy nó ta. Ủa chạy đâu anh em ơi? À nhìn nó còn dưới đây nè mà. Nó không dám chạy ta. Đấy, hai thằng đây biết cây mình chưa chạy lên anh em ơi. Nó chưa chạy lên nữa mà. Chạy đâu. Ui giời hồi nãy sao làm sao? Solo không? Dám ga kéo đầu. À ga lú ra làm gì? À phóng lụ anh em ạ. Phóng lụ nè. Mày giỡn mặt hả mày?
chết. Ok, rồi đục keo. Ôi rồi chết em ơi. Đục keo lẻ chết rồi, chết chắc em mà. Rồi, hai quả nhát hết trơn rồi, chết chắc rồi, hai thằng liên luôn. Trời ơi là trời. Thứ gì mà đổi được em mà, thứ gì mà đổi được. Hai này như không biết chung team hay khác team. À như chung team mình mà, như chung team. À như liên luôn rồi em ơi, liên team nó luôn rồi em mà. Ấy 16 kill rồi. Bây giờ còn có 10 thằng thôi. Quá đi Khang đi bộ mà, đi bộ không có chạy xe em ơi. Thôi đi bộ cho chắc em mà. Bo lớn này đi bộ là ok nhất em mà. Chạy xe khá là nguy hiểm đấy. Đây cái bo lớn này nói chung là chạy xe là bị bắn bể xe là chết đó mà. Bây giờ mình sẽ chạy vô mình mua giáp chống nổ cái đi. Đây mình giáp chống nổ cho chắc cú cái anh em ơi. Đấy ok, 16 kill bây giờ thôi, Khang không cần nhiều kill đâu. Đi Khang bây giờ chỉ cần lấy cái bom thôi, nhưng mà không biết lấy cái bom nổi không anh mà. Đấy bo thu ngay đây đó giờ nhiều lần bo thu ngay chỗ này đi Khang mất tới một rất nhiều anh mà. Đấy không biết tại sao luôn em. Đấy khu ngay đây tại vì nên khó bắn hay sao anh em ạ. Cái cảm giác nó khó sao ấy. Ok bây giờ sẽ nhìn đó mà. Này từ từ nghĩ em ơi. Vô cái nhà này mình thủ cái đã. Ok, vô cái nhà mình thủ cái em ơi. Cái nhà này ngon nha em ơi. Đây là cái trời ơi, cái cửa sổ này. Cái view triệu đô em ơi, view triệu đô. Ok, test đầu luôn. Trời ơi, view triệu đô. View này là bắn được quả trước em ạ. Rồi đặt keo rồi. Sao mà cứu kịp. Ê có địch em ơi. Đây nè. Cái thằng mới tấp vô em ơi. Nó xuống nhà. Ui, tầm khác tới. Ui, tầm khác tới nó đẩy vô em ơi. Vô tới rồi, yêu quái tới em ơi. Trời ơi, đây. Hai viên rồi, không chết kìa cháu bọn. Ui ôi, 4 viên không chết kìa. Ôi, 4 viên, một đống đam không chết em ơi, chạy đâu em ơi. Rồi, thằng này chết chắc cho mình rồi, em ơi, mình dám này. Rồi, ok, nó bọn em ơi, đặt keo. Ui, tới, yêu quá tới em ơi. Hai viên rồi, ôi, làm sao, giỡn mặt hoài ra. Ơi, mình phải có nào chạy vô em ơi. Hai viên, ok, gà đáng, lắc em ơi, chết chắc rồi. Chạy đâu em ơi, ui, rồi 4 thằng luôn. Trời ơi, đông cá luôn em ơi, trời ơi, quá cái này chết. Rồi, ui, 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 ui,